to rò hụt rồi bẹn. Ô bắt được thằng địch ở đây mà. Thằng này nó đứng im ở đây. Ô thằng này không ăn đĩa tao. Để tao đừng tao đừng muốn mạng kia bọn mẹ ơi. Alo ấy, nãy em tìm ngừa rồi. Chú ý xe ta. Thế là nhỉ? Ok bạn ơi. Nào đi. Đóng quá, đóng quá. Boy nào cầm chữ Vân đấy múa màng mày thì thằng này choáng rồi. Ô thằng AD đi khéo vậy. Có băng trụ không đây? Vào có đi Sơn. Cần gì cũng tì đây. Anh cần rồi đây. Đánh tiếp. Gã luôn đi. Đằng sau người. Mình này không đỡ ta, ta còn dính mó ra chạy. Trốn. Mấy thằng nào nó ra đỡ cho mình sống được. Không bắn ăn ta cho đạn ấy thì thôi lịm. Thôi rồi đang xanh. Tận em gặp phải cái bọn này một mình lao vào cân như mấy thằng đấy. Ăn đi con rồng đi. Thằng nào ra đây hỗ trợ tao cái. Đánh mãi không vẫn một khương máu để không đi giải tán rồi. An enemy has been defeated. Ô thằng Vahen kia cho đánh cho tao. Ultimate! Look at nice assist! Mình lao vào mình hút được một thằng cái gì? Là cái đứa bạn ta buồn. Để lao vào chứ đâu. À hôm nào anh em mình phải đánh như kiểu như này nhá. Coi như mình tự quay video tự tập tạo hình luôn với thằng nào mất công. Quay đang kiểu đang quay thế này. Ai lên bạc rồi đó. Hôm bữa lần quay cái này là quay video này là bấm mấy phút đi, 5 phút à? Giờ là 1 phút 5 mới. Thôi để cố cho nó tròn 5 phút.
con nét này. Nên chọn gì đây? À, đừng gọi không vậy. Như là không để đi đâu. Bố thì có. Chứ bố. Đi bố. Cô hút cứ chậm. Tự bố. Phải họ không đứng cứ chứ. Yếu dậy để lắm nè. Sao nó nghi nó bố không? Bỏ phát cứ bố ngật nha. Tàn hình trẻ trẻ đi là bãi cứt quy len gì ạ. Ôi ôi. Thôi thua rồi. Team này là có vẻ ấy đấy. Có vẻ là mạnh hơn team trước nhiều luôn. Nhưng mà team nó tập một giấy là bỏ được. Có giấy. Cái thằng A lên kia ông bỏ được. Quy len nhưng mà nó tàn hình trước mày thì A so mày thì mày vớt. Nhưng mà nó là cần kéo số nữa làm tàn hình nào được. Có 2 AD nhỉ. Nhưng có 2 AD nhỉ. Nó phi như điên luôn. Còn hất tung nữa kìa. Đấy. Hất tung kìa. Sốc đàm bắn xa có 3 AD mà. Ôi trận này chắc thua thật rồi. Mình lấy nên chọn bay em mà. Anh sẽ bắt lẻ đi. Bắt cái công cất. Với đó anh phải đi giết con quy len đầu tiên vào rừng luôn. Ừ đấy đi 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 vào rừng luôn đi. Long ăn xong con quái thằng Long đi thẳng vào đường rừng nhỉ. Tại quy len này nó không có mana. Ừ. Bây giờ Long đi ăn bùa xanh trước xong lao thẳng lên bùa đỏ nhà nó rồi. Bùa xanh. Đây nó tổng kết rồi. Đâu anh kiến em tưởng còn bạ phải vậy. Giờ nó dùng nhiều kênh lắm, 8 kênh. Chưa thấy đâu đấy. Ăn luôn đi. Ô nó đây. Gần ăn ăn cái này đi. Ôi. Sai lầm rồi, sai lầm, sai lầm. Sai lầm lớn rồi. Con đi qua bọn nó không biết này. Cái này mình phải tính lại không có mặt nhau chết. Điên lắm cái đầu. Đi ra chỗ khác đi. Ê, thằng AD nó đi đường này. Our Dragon Wing Tower is under attack. Nothing can stop me. AD này nó đi đường mid này thì sống được nó. AD, thằng nào chưa AD đây? Thằng khác rồi. Ăn xin ra đây. Ăn xin ra.